Tôi có Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 2019. Hôm nay 31 tháng 5 2019. Tôi có Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc sập thập điểu quần mai bằng gỗ vụ hàng siêu vip của gỗ Thanh Luân của tôi, đang được hoàn thiện phần gác ly. Và chiếc sập này đã có chủ nhân, đó chính là gia đình nhà chú Mạnh. Chú ở xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Hôm trước thì chú và con trai của chú đã về trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Thanh Luân tôi để ký nhận lúc còn để mộc. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị đi bàn giao gia đình chú Mạnh ở Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội. Và chiếc sập thập điểu quần mai này có kích thước 1m8 x 2m2, và sập này là rất khủng luôn. Ba dạng đục như nhau luôn. Chân là chân 30, dạ tiền dày 15 phân, dạ ngang dày 12 phân, cổ liền, dạ tiền dày 15 phân, và dạ ngang dày 12 phân, chân 30 phân, chân vu 30, cần dạ tiền. Ôi cho tủ lạnh, dạ tiền và dạ ngang đục với nhau. Thông thường các cái dạ ngang của sập các này nó phân biệt dạ ngang và dạ tiền, nhưng mà riêng sập này dạ tiền và dạ ngang đục dạ như nhau luôn, tức là ba dạ tiền. Chiếc sập này được bánh gác ly hoàn thiện 100% gác ly chuẩn theo lối cổ truyền của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi, rất chìa đẹp, rất đẳng cấp đỉnh cao. Dạ ngang là dày 12 phân, dạ tiền là dày 15 phân, chân 30, đục chạm ba mặt như nhau, rất đẹp, rất tình cảm. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm trên, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thanh Luân theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888, hoặc quý khách có thể về trực tiếp tại hai cơ sở của Thanh Luân tôi để tham quan và mua sắm và chiêm ngưỡng các sản phẩm đẳng cấp. Chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm. Một phía bên kia cũng là các sản phẩm chúng tôi đang hoàn thiện để bàn giao cho các khách hàng. Và phía trong này là một chiếc sập ngũ phúc kim tiền mang cái thọ bằng gỗ vụ 1m62 của một khách hàng nhà thờ Hải Dương. Quá trình thi công và chuẩn bị lắp đặt một bộ nội thất phòng thờ khách hàng. Rất chi là đẹp. Chiếc sập thập điểu quần mai này. Ba dạng như nhau, dạ tiền dày 15 phân, dày dạ ngang 15 phân. Và đặc biệt nữa là chiếc mặt này là chúng tôi làm dày 2,5 phân động, 2,5 phân động, mặt hai lá 2,5 phân động. Hôm trước gia đình chú Mạnh đã về trực tiếp cơ sở để ký nhận, chú rất ưng ý với cái sản phẩm của đồ gỗ Thanh Luân. Clip vị đã xem tôi quay tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thanh Luân nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Rất nhiều các sản phẩm đang được Thanh Luân tôi hoàn thiện, đang trong quá trình hoàn thiện ở phía này. Đây là các đôi câu đối siêu khủng luôn. Câu đối này là cái sơn này. Chúng tôi mới có những đôi câu đối dày như này. Toàn bộ là dày 8 phân liền khối. Cô đối lồng ngò thì 8 phân liền khối. Rất đẹp. Và phía trong này chúng tôi còn rất nhiều các sập thập điểu quần mai khác đang thu về và còn để mộc. Quý khách nào có nhu cầu để vào trực tiếp cơ sở của Thanh Luân tôi để quay và mua sắm. Và quay trở lại với chiếc sập thập điểu quần mai của chú Mạnh ở Phùng Xá, Hà Nội. Thanh Luân rất trân trọng cảm ơn chú và gia đình đã tin tưởng mua hàng của Thanh Luân, đáp ứng lại cái tình cảm của gia đình của chú Mạnh. Thanh Luân tôi cho ra mắt các sản phẩm thật là đẹp để chiên ra đây. Đến với Thanh Luân tôi luôn luôn là tự hào của khách hàng. Các sản phẩm của Thanh Luân tôi mang lại thương hiệu rất lớn cho thị trường. Các khách đừng quên đăng ký, subscribe, chia sẻ kênh của Thanh Luân tôi trên YouTube. Cách đăng ký kênh của chúng tôi thì khách có thể liên tục nhận được các sản phẩm mới nhất mà Thanh Luân chúng tôi cập nhật hàng ngày. Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn và chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.